Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trong video hôm nay, em xin phép cập nhật cho anh em về cái chương trình bán hàng của Suzuki XL7 tại thời điểm cuối tháng năm này. Vì giá xe XL7 tại thời điểm này đã có biến động nhẹ. Trước khi đi vào chi tiết video, em xin phép giới thiệu qua đôi chút về Suzuki xl 7 để những anh em nào mới tham khảo dòng xe này cũng có thể là tham khảo và nắm được. Suzuki l 7 thuộc cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ và có tầm tiền tài chính từ 600 cho đến 700 triệu cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz. Ưu điểm của Suzuki r 7 đó là tiết kiệm nhiên liệu và giá xe là rẻ nhất trong cái phân khúc dòng xe 7 chỗ giá rẻ. Suzuki r 7 hiện tại được nhập khẩu nguyên chiếc và có 2 phiên bản cho anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là XR7 bản tiêu chuẩn, phiên bản thứ hai đó là XR7 bản Sport Limited. Giờ mời anh em cùng xem chi tiết video về chương trình bán hàng của hai phiên bản này tại thời điểm cuối tháng 5. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên của Suzuki xl 7 đó là bản xl 7 tiêu chuẩn. Giá bán tại thời điểm nửa cuối tháng 5 là 560 triệu. Như vậy là anh em đang được hỗ trợ là 40 triệu tiền mặt so với cái giá nên biết. Đồng thời anh em được giảm thêm 5 triệu so với cái thời điểm đầu tháng 5 Anh em lưu ý cho em Về chương trình khuyến mại tặng kèm anh em đó là gián kính và trải sàn. Anh em lưu ý Với cái giá bán mới là 560 triệu Thì cái chi phí lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em Cụ thể như sau Nếu anh em mua xe về anh em tự đi làm cái thủ tục đăng ký Cụ thể anh em ở Hà Nội thì chi phí lan bánh sẽ là 653 triệu Anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 640 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 633 triệu Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 621 triệu Anh em lưu ý vì XL7 là xe nhập khẩu nên anh em không được hỗ trợ thuế Chính vì vậy khi đi nộp thuế anh em phải nộp 100% lệ phí trước bạ Và cái mức áp thuế trước bạ này nó sẽ tùy từng địa phương Em có chia sẻ trên màn hình anh em có tiện theo dõi Ví dụ các tỉnh áp thuế trước bạ 12% Các tỉnh áp thuế trước bạ 10% và đặc biệt là Hà tĩnh là áp thuế trước bạ là 11 phần anh em lưu ý cho em và cái chi phí lăn bánh đã bao gồm những cái chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng em có liệt kê trên màn hình để anh em tiện theo dõi cụ thể đó là lệ phí trước bạ lệ phí cấp biển số lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc cho xe 7 chỗ lệ phí bảo trì đường bộ một năm phí đăng kiểm chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác anh em lưu ý cho em anh em nào cần đến bảng kê chi tiết lăn bánh chọn gói thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để góc phía trên phải màn hình kia. Tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em, em sẽ gửi anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh đó. Anh em cảm thấy phù hợp thì mua xe ủng hộ em. Về hình thức mua bán thì anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng hoặc mua trả góp. Về bản chất thì cái chi phí lăn bánh đều như nhau, nhưng trả góp thì anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ Em sẽ nói chi tiết ở phần trả góp ngay sau đây Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc XL7 bản tiêu chuẩn này Anh em được vay tối đa là 80% giá trị xe Anh em lưu ý Các dòng xe khác anh em có thể là được vay tối đa là 85% Nhưng đối với Suzuki XL7 anh em chỉ được vay tối đa là 80% thôi Cụ thể anh em được vay là 448 triệu Và trong thời gian vay tối đa là 85 Thì em cũng đã tính luôn cái gốc lãi hàng tháng Anh em sẽ thanh toán để anh em cân đối với tài chính Cụ thể trong tháng đầu tiên, anh em sẽ thanh toán là khoảng 7,8 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 4,6 triệu. Lãi suất hàng tiên, anh em sẽ thanh toán là khoảng 3,1 triệu, dư nợ sẽ làm dần trong những tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa như vậy thì cái chi phí bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Anh em lưu ý cái chi phí ban đầu này nó sẽ là gồm số tiền xe trả trước và cái tiền chi phí đăng ký. Anh em lưu ý cho em. Em sẽ gộp lại đó là gọi là là chi phí ban đầu. Cụ thể anh em ở Hà Nội thì sẽ cần phải chuẩn bị ít nhất là 205 triệu Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị ít nhất là 192 triệu Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 12% thì anh em cần chuẩn bị là 185 triệu Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 10% thì anh em cần chuẩn bị là 173 triệu Và bắt buộc anh em phải mua 7 thân vỏ Cụ thể bằng thân vỏ của Suzuki L7 bản tiêu chuẩn trong năm đầu tiên trị giá là 7,8 triệu Mời anh em cùng đến với bản thứ hai của dòng Suzuki XL7 đó là bản Limited Sport. Giá niêm yết của xe là 639 triệu và tại thời điểm hiện tại giá bán vẫn giữ nguyên. Anh em được hỗ trợ 30 triệu tiền mặt. Cụ thể giá bán là 609 triệu. Về chương trình khuyến mại cũng tặng kèm anh em Gián kính và trải sản Với cái giá bán là 609 triệu thì cũng như cái thời điểm đầu tháng năm, em cũng xin phép là chia sẻ lại cái chi phí lăn bánh để những anh em nào mới xem video của em lần đầu tiên cũng có thể là tham khảo được và đang có nhu cầu mua xe thì cũng có thể là cân đối cái tài chính của mình cụ thể anh em mua xe về anh em tự đi làm thủ tục đăng ký xe thì chi phí lăn bánh sẽ như sau anh em ở Hà Nội thì sẽ là 702 triệu anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 690 triệu anh em ở các tỉnh áp cho trước bạn 12 trăm thì sẽ là 682 triệu và anh em ở các tỉnh áp cho trước bạn 10 phần thì sẽ là 671 triệu Giá lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Em có liệt kê trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Anh em lưu ý là chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc XL7 bản Limited Sport này, anh em được vay tối đa là 80% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 487 triệu. Em cũng tính luôn gốc lại hàng tháng, anh em sẽ phải thanh toán để anh em cân đối tài chính. Cụ thể trong tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán khoảng 8,4 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5 triệu lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 3,4 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em lưu ý anh em có quyền vay ngân hàng theo số tiền cũng như là thời gian vay mà mình mong muốn không bắt buộc anh em nào phải vay tối đa còn trên video em tính cái định mức vay tối đa là để anh em có số tiền bắt đầu trả nó thấp nhất từ cái số tiền thấp nhất đó thì anh em tùy vào cái khả năng tài chính của gia đình anh em có số tiền bao nhiêu thì anh em trả trước còn lại cái số tiền còn thiếu mình sẽ vay ngân hàng thì cái số tiền mình vay ngân hàng đó anh em cần lấy bảng kê chi tiết gốc lại thì chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê đó để anh em tham khảo và với cái gói vay tối đa như em tính cho anh em thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau trường hợp anh em ở hà nội thì anh em cần chuẩn bị là 215 triệu anh em ở sài gòn thì anh em cần chuẩn bị là 203 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần, cần chuẩn bị là 195 triệu và anh em mình cứ tỉnh áp thì trước bạn 10% thì anh em cần chuẩn bị là 183 triệu và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên của xl7 bản sport limited trị giá là 8,5 triệu những năm tiếp theo anh em còn vay ngân hàng thì vẫn sẽ còn bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ và có một cái lưu ý em muốn chia sẻ đến toàn thể anh em đó là đại lý của em ở hà nội em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào ở hà nội và các tỉnh lân cận còn những anh em ở miền Trung hay ở miền Nam, anh em xem view của em. Anh em có thể là tham khảo và ra trực tiếp đại lý Suzuki gần nhất để đàm phán giá cả. Còn trường hợp anh em vẫn muốn mua xe ngoài đại lý của em thì anh em sẽ phải chịu thêm cái chi phí vận chuyển. Còn trường hợp anh em mà mua trả góp thì chắc chắn là cái công anh em đi lại làm trả góp các thứ nó sẽ rất là vất vả. Thì anh em cân đối nếu mà lấy được ở đại lý gần mình nhất nó thì là tốt nhất về nguồn cung hàng hóa của hai phiên bản XL7 tại thời điểm này đối với Suzuki XL7 bản tiêu chuẩn em vẫn có xe giao ngay cho anh em anh em cần màu gì thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em khi mà anh em xem video này lúc đó thì em sẽ kiểm tra kho xe em sẽ cập nhật cho anh em tại thời điểm đó còn đối với bản XL7 Sport Limited thì tại thời điểm này đại lý bên em cũng hết xe rồi còn chương trình bán hàng thì em cũng xin phép là cập nhật cho anh em thôi còn về dự kiến xe thì chắc chắn là phải sang tháng 6 và sang tháng 6 nó sẽ có những cái chương trình bán hàng của tháng 6 lúc đó thì em sẽ cập nhật lại cho anh em trên đây đó là toàn bộ những cái thông tin về chương trình bán hàng của Suzuki XL7 tại thời điểm cuối tháng năm này cảm ơn anh em đã xem video anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như chiếc Suzuki XL7 nói riêng em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em